Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập ở trang 68 sách giáo khoa toán lớp 2. Để ủng hộ cho cô thì nghe mẹ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh nhé. Đi vào bài tập số 1, yêu cầu các em tính nhẩm. Ta có 15 trừ đi 6. 15 trừ đi 6 thì bằng 9. Cô sẽ dùng bút bi cô viết, còn các con thì sẽ không dùng nhé. Nếu như là con có viết vào thì chúng ta sẽ dùng bút chì, bởi vì bút bi ở đây là lúc cô quay lên thì các em nhìn rõ, được không nào? Như vậy chúng ta có 15 trừ đi 6 thì bằng 9 này. 16 trừ đi 7 cũng bằng 9. 17 trừ đi 8 bằng 9. 18 trừ đi 9 bằng 9. Tiếp theo, 14 trừ đi 8 bằng 6. 15 trừ đi 7 bằng 8. 16 trừ đi 9 bằng 7. 13 trừ đi 6 bằng bao nhiêu? À, cũng bằng 7. Tiếp theo nữa, 15 trừ đi 8 bằng 7. 14 trừ đi 6 bằng 8. 17 trừ đi 9 bằng 8. Mười ba trừ đi bảy bằng sáu. Sang cái cột cuối cùng ở đây, 15 trừ đi 9 bằng 6. 16 trừ đi 8. 16 trừ đi 8 bằng 8. 14 trừ đi 5 bằng 9. Và 13 trừ đi 9 thì bằng 4. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa xong, các em dừng lại một chút, làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 2, yêu cầu các em tính nhẩm. Ta có 15 trừ đi 5, trừ đi 1. Có 2 phép trừ thì các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Các em lấy 15 trừ đi 5 thì bằng 10. Nhẩm này, 15 trừ đi 5 bằng 10. Sau đó lấy kết quả 10 trừ tiếp đi 1 thì sẽ bằng 9. Như vậy, cái kết quả của cái phép toán này sẽ bằng 9. Rồi, 15 trừ đi 6 thì cũng bằng 9. Các em ghi 9. Tiếp theo, 16 trừ đi 6 trừ đi 3. Khi các em gặp hai phép trừ thì các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Các em lấy 16 trừ đi 6 thì bằng 10. 16 trừ đi 6 thì bằng 10. Sau đó lấy kết quả 10 trừ tiếp đi 3. 10 trừ đi 3 thì bằng 7. Và đây ta có 16 trừ đi 9 thì cũng bằng 7. Tiếp theo nữa, 17 trừ đi 7 trừ đi 2. Khi có hai phép trừ, các em thực hiện từ trái sang phải. Các em lấy 17 trừ đi 7 thì bằng 10. 17 trừ đi 7 bằng 10. Lấy kết quả 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8. Chúng ta sẽ trừ từ trái sang phải. 17 trừ đi 9 cũng bằng 8. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai bài tập số 1 và số 2. Sau bài tập số 3, yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Bạn nào chưa xong hai bài tập trên, các em dừng một chút làm cho xong.
Bài tập số 3. Ý A, ta có 35 trừ đi 7 và 72 trừ đi 36. Các em sẽ đặt tính theo hàng dọc nhé. Cô sẽ đặt tính rằng đây 35 kem trừ đi 7. 7 này là 7 ở hàng đơn vị, thì các em phải viết thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị ở phía trên. 5 không trừ được 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 15 trừ đi 7 bằng 8. Mượn 1 thì đi trả 1. 3 trừ đi 1 bằng 2. Kết quả của phép trừ ở đây bằng 28. Tiếp theo, 72 các em trừ đi 36. Các em cũng trừ từ phải sang trái. 2 không trừ được 6, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ đi 6. 12 trừ đi 6 bằng 6. Mượn 1 thì trả 1 sang đây. 3 nhớ 1 nữa bằng 4. 7 trừ đi 4 thì bằng 3. Kết quả của phép trừ bằng 36. Sang ý B, 81 trừ đi 9. Chú ý, 9 này là 9 đơn vị. Các em phải viết thẳng cột với chữ số 1 hàng đơn vị ở phía trên. 1 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước, lấy 11. 11 trừ đi 9 bằng 2. Mượn 1 thì đi trả 1. 8 trừ đi 1 bằng 7. Kết quả bằng 72. Cuối cùng, 50 trừ đi 17. Các em cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 0 không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ đi 7 bằng 3. Mượn 1 nhớ đi trả 1 sang đây. 1 nhớ 1 nữa bằng 2, 5 trừ đi 2 bằng 3. Kết quả bằng 33. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Bạn nào chưa xong, các em dừng một chút làm cho xong. Sang bài tập số 4. Mẹ vắt được 50 lít sữa bò. Chị vắt được ít hơn mẹ 18 lít sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? Như vậy, muốn biết chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò thì kem sẽ lấy số lít sữa bò mẹ vắt được là 50. Kem trừ đi số lít sữa bò, sữa bò mà chị vắt ít hơn này, ít hơn mẹ 18. Như vậy kem sẽ lấy cái lượng sữa mẹ vắt được, kem trừ đi cái lượng ít hơn, tức là lấy 50 kem trừ đi 18 thì sẽ ra được số lít sữa bò mà chị vắt được, đúng không ạ? Như vậy, các em đặt tính ra thì chúng ta được kết quả bằng 32. Như vậy, số lít sữa bò chị vắt được là, hoặc chị vắt được số lít sữa bò là. Bài tập số 4. Chúng ta có bài 4. Chị vắt được số lít sữa bò là. Có tất cả ở đây là 50. Mẹ vắt được là 50. Chị vắt được ít hơn mẹ 18. Như vậy các em lấy 50 trừ đi 18. Các em đặt phép tính ra, kết quả chúng ta sẽ bằng 32. Như vậy là chị vắt được 32 lít sữa. Đáp số 32 lít sữa.
Như vậy là chúng ta đã vừa đi tiếp được bài tập số 4. Bài tập số 5, bạn nào chưa xong hai bài tập số 3, số 4, các em hãy dừng lại một chút để làm cho xong nhé. Xong bài tập số 5. Bài tập số 5, người ta hỏi các em là xếp 4 hình tam giác thành hình cánh quạt. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ quay các cái hình tam giác này, chúng ta quay để được cái hình quạt. Đây chúng ta tự thực hành em nhé. Đấy. Để tiếp tục đón xem các cái video mới ở trên kênh thì các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.